welcome to the website tiengang.com. This is Wu Chen. I am the English teacher of English Red 9. Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến website tiengang.com. Cô là Wu Chen, là giáo viên tiếng Anh của khóa tiếng lớp 9. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lesson 4 Communication in series of Unit 1 Local Environment. So let's get started with the lesson today. Here, Nick, me, Dương and Mai are planning a day out place of interest for their class. Listen to their conversation and complete their plan by filling each blank with no more than 3 words. Như vậy ở đây, các bạn Nick, Mi, Dương và Mai đang lên kế hoạch đi dã ngoại ở một cái địa danh yêu thích của lớp. Và hãy lắng nghe hội thoại của họ để hoàn thành kế hoạch bằng cách điền vào chỗ trống, không mỗi một chỗ trống không nhiều hơn 3 từ. Như vậy, sau đây chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một bài nghe để chúng ta có thể điền đáp án vào phần dấu chấm nhé. Ok, so are you ready? Let's get started. Chúng ta cùng nghe nhé. Unit 1 Page 11 Communication Activity 1 Nick, me, Jung and Mai are planning a day out to a place of interest for their class. Listen to their conversation and complete their plan by filling each blank with no more than 3 words. So we've decided that we're going to Green Park. Yeah, it's the best choice. We can go there by bus. And the bus stop is opposite our school. We have to make sure everybody turns up at the school gate at 8 a.m. I'll stick a notice on the board then. What about food and drink? I think each person should bring their own lunch. Good idea. But we need someone to buy drinks for everyone. What about Nya? She lives next to the school, and there's a supermarket near her house. Right. We'll need some team-building games to play as well. Like tug-of-war? I'll prepare them. Okay, Nick. Anton can prepare some fun quizzes. Right. We'll reach the park at about 9 a.m. We can look round and then gather at the big playground to play the games and do the quizzes. We'll have lunch at about 11:30. What about the afternoon? There's a traditional painting village about 1 kilometer from the park. We can walk there. The artisans will show us how to make paintings, and we can also make our own. Great! We'll go there about 1:30 p.m. and take the bus back to school at 5 p.m. Ok, phần nghe của chúng ta kết thúc rồi. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thấy rằng có một phần là phần place, nghĩa là địa danh, means of transport, là phương tiện giao thông, time to set up, là thời gian để các bạn ý có thể set up, là bắt đầu khởi hành, food, là đồ ăn, drinks, thức uống, activity, là các hoạt động, who to prepare, vậy ai xử ai thì chuẩn bị cái gì, bên này là Mai làm gì, Nga làm gì, Nick làm gì, Thanh làm gì, đúng không nào? Như vậy. Đáp án đầu tiên của chúng ta place là các bạn ý theo trong cái phần hội thoại thì các bạn ý đi đâu nhỉ? Bạn ý đi Green Park. Means of transportation, cái phương tiện mà các bạn muốn sử dụng đó là bus, xe buýt. Time to set up, vậy các bạn sẽ thời điểm xuất phát đó là vào 8 a.m. vào 8 giờ. Food, thức ăn mà các bạn ý quyết định mang đi đó là bring on lunch, tự mang thức ăn trưa đi. Drinks thì các bạn ấy sẽ mang for everyone, đồ uống thì sẽ mang cho tất cả mọi người. Activities, morning, vào đầu buổi sáng thì các bạn ấy team building games, là chơi các hoạt động về team building. Và quiz, và đố vui. Lunch, vào buổi trưa, 11:30. Afternoon, go to traditional painting village. Như vậy, bữa trưa các bạn ấy ăn vào 11:30 và sau đó buổi chiều thì các bạn ấy có hoạt động đó là đi đến làng nghề vẽ tranh truyền thống vào lúc 1:30 and make their own painting, và đưa tự vẽ tranh của mình. Như vậy, who to prepare, theo bài nghe thì Mai stick a notice, Mai thì sẽ đưa ra cái những cái ghi nhớ để làm những cái công việc nào đó. Nga buy in the supermarket, chuẩn bị và mua sắm ở siêu thị. Nick prepare games, Nick thì chuẩn bị game. Thanh prepare quizzes, chuẩn bị đố vui. Và time to come back, thời gian để quay trở lại đó là 5 p.m. đó là 5 giờ.
Như vậy cái phần nghe này vô cùng thú vị, viết về một cái hoạt động dã ngoại và teamwork của các bạn đúng không nào? Vậy chúng ta cùng nhau nghe lại để xem thử đáp án của chúng ta nghe có chính xác không nhé. Okay, so are you ready to listen again? Let's get started. Unit 1. Page 11. Communication. Activity 1. Nick, me, Jung and Mai are planning a day out to a place of interest for their class. Listen to their conversation and complete their plan by filling each blank with no more than 3 words. So we've decided that we're going to Green Park. Yeah, it's the best choice. We can go there by bus. And the bus stop is opposite our school. We have to make sure everybody turns up at the school gate at 8 a.m. I'll stick a notice on the board then. What about food and drink? I think each person should bring their own lunch. Good idea. But we need someone to buy drinks for everyone. What about Nya? She lives next to the school and there's a supermarket near her house. Right. We'll need some team building games to play as well. Like tug of war? I'll prepare them. Okay, Nick. Anton can prepare some fun quizzes. Right. We'll reach the park at about 9 a.m. We can look round and then gather at the big playground to play the games and do the quizzes. We'll have lunch at about 11:30. What about the afternoon? There's a traditional painting village about 1 kilometer from the park. We can walk there. The artisans will show us how to make paintings and we can also make our own. Great! We'll go there about 1:30 p.m. and take the bus back to school at 5 p.m. Ok, các em ơi, sau khi nghe lại và check đáp án thì chúng ta đúng được nhận bao nhiêu phần trăm? Hãy cố lên, bởi việc nghe là practice make perfect, là luyện tập hàng ngày thì sẽ tiến bộ nhé. Vậy chúng ta cùng chuyển qua phần tiếp theo. Imagine that your class is going to a place of interest in your area. Work in group to discuss the plan for this day out. Make notes in the table. Như vậy ở đây cô có một cái table. Cái phần màu vàng là phần cô ví dụ thôi. Còn cái phần màu trắng là cái phần chúng ta cần phải điền. Ví dụ như là place là địa danh nào. Means of transport là phương tiện giao thông thì đi bằng gì. Time to set up, thời gian khởi hành là bao lâu. Food, đồ ăn là gì. Drinks, thức uống thì sao. Activities, hoạt động thế nào. Time to come back, thời gian quay trở lại là bao giờ. Who to prepare và ai sẽ là người chuẩn bị các cái vật dụng, các nhiệm vụ như thế nào. Trên đây là cái phần mẫu của cô và chúng ta sẽ dựa theo phần mẫu này để thảo luận nhé. Ví dụ place của cô sẽ chọn là Koto Island, là đảo Koto ở Vịnh Hạ Long. Means of transport, phương tiện mà cô chọn đi lại đó là xe buýt. Time to set up, thời gian để bắt đầu khởi hành đó là 7 giờ. Food, đồ ăn thì sẽ mua ở Koto. Drink thì sẽ tự mang đi. Activities, ví dụ morning thì come to Koto, là vào buổi sáng thì chúng ta có thể đến đảo Koto. Lunch, ăn bữa trưa vào lúc 12 giờ sáng. Afternoon, after lunch, play at Hồng Vàm Beach. Sau buổi chiều thì sau bữa ăn trưa thì sẽ chơi ở bãi biển Hồng Vàm. Và về who to prepare, những ai chuẩn bị cái gì. Mai thì buy in the market, thì mua chợ. Me set up schedule là sẽ chuẩn bị lịch trình. Kiên looking for taxi brand, sẽ tìm một cái hãng taxi. Ok, and time to come back 8 p.m. là vào 8 giờ chiều. Vậy nhiệm vụ của chúng ta đó là chúng ta sẽ phải làm điều gì? Chúng ta sẽ cùng nhau chọn cái địa danh yêu thích. Ví dụ như là của cô là chọn Koto thì các em chọn địa danh gì? Và hãy cùng nhau thảo luận với bạn của mình. Ví dụ như là cái nơi nào chúng ta nên đi, và chúng ta nên đi bằng phương tiện giao thông nào. Hãy đặt các câu hỏi để bạn của mình trả lời và hoàn thành cái bảng này cùng nhau thuyết trình trước lớp nhé. Ok các em ơi, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thank you for the attention. Và hãy nhớ là bài tập về nhà website tiếng Anh.com để nâng cao lên kỹ năng tiếng Anh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.